À, đây địa chỉ TK40/7 rồi. À, chúng ta sẽ quẹo vô hẻm này xem sao. Rồi, đã đến một ngã tư nữa, lại lạc nữa rồi. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. À, hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu cầu kho để tiếp nối hành trình ngày hôm nay. Ở khu cầu kho thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về những con hẻm, có ký hiệu TK. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi, nó có rất nhiều cô chú anh chị comment về những cái hẻm TK này. Và hôm nay chúng ta sẽ đi cái hẻm TK 28 ha. 28 để mình xem hình ảnh của cái hẻm này hôm nay như thế nào và cập nhật một số hình ảnh để ở khu cầu kho này để các anh chị và các bạn khác chúng ta cùng thưởng lãm ha. Và đây là con đường Nguyễn Cảnh Chân, đi thẳng hướng này chúng ta sẽ ra cái bến Trương Dương. Và con đường Nguyễn Cảnh Chân ngày hôm nay rất là thay đổi, và phía bên cánh trái đó là những địa chỉ TK26, thì mình đi tới một tí nữa sẽ có TK28. Rồi em mời cô chú anh chị chúng ta cùng tham quan nhé. Và hẻm TK ở đây rất là phải nói là lộn xộn, một bên là vừa lẻ vừa chẵn rồi không có theo thứ tự, nên thành ra nếu mà mình gặp TK nào thì chúng ta sẽ em sẽ nói TK đó ha, rồi các anh chị các bạn chỉ dẫn thêm ha, trong những cái comment thì chúng ta sẽ tiếp tục trong những video tiếp theo ở phần sau. Rồi. Ở đây TK ở đây là tiểu khu đó, thì ở đây ngày xưa rất nhiều kho và cầu, nên thành ra gọi là cầu kho. Cái cầu kho đó bây giờ đã không còn nữa, cái cầu đó lấp rồi, ở ngay cái trường Trương Dương đó. Đây bên phải cà phê cây mít này. Không biết cô Cúc có xem cái clip về hỏi thăm cái chủ quán cà phê này chưa? Bảo ông ta nhìn bên cánh trái, đó là TK28, và bên phải sau đối diện hẻm đó là hẻm vô chùa Ấn Quang. Ở chùa Phật Ấn, em nói nhầm nữa rồi. Chúng ta sẽ đi vô hẻm ha. Ở đây TK26, 13, 14 bây giờ cho thuê là siêu thị nè. Để coi mình xem cái nhà của cô chú anh chị là nhà nào nhé. 28/55/56. Rồi, 55/56 của anh Phương Lê nè. Đây là 28. Ủa, 28 là bên tay phải, 26 là bên tay trái. Bên đây là 26/28/5 rồi nè. Và bên đây là 26. Và vào thẳng cái hẻm này mình sẽ đến hẻm số 4, số 3 luôn. Buổi sáng thì để coi cái chợ nhỏ đó. Nay 28/12 rồi. Và cái hẻm ngày nay làm lại rất là đẹp, rất là sạch. Ngày xưa thì hơi lụp sụp tí cái hẻm này. Bây giờ đổ đan rồi, rất là sạch sẽ, đổ bê tông rồi. Tới đây là 19 rồi nè. Thẳng hẻm này mình sẽ đi vô chợ nhỏ nè. Và hẻm số 3 bên tay phải, bên tay trái nè.
ngã đường Trần Hưng Đạo. À, hẻm số 3 có cái quán cua Cà Mau, quán cua Cà Mau. Đó, sau TK 40 rồi. Ở đây thì chỉ ngủ quá. À, đây địa chỉ TK40-7 rồi. À, chúng ta sẽ gọi vô hẻm này xem sao. Sao tiện mất dấu vậy ta? À, anh chị phụ tìm em nhé. Hẻm TK này nó hơi lằng ngoằng một tí. À, ở đầu hẻm có nhà rất là đẹp nè, mới xây nè. Đây là TK mấy đây? À, bên trái là TK 40 và bên phải là TK 28-39 rồi nè. 28-38. 37-36. À, ta tìm thấy 28-55-56 nha. Rồi, đã đến một ngã tư nữa, lại lạc nữa rồi. Đây là 28-58. À, rồi hẳn hướng này mình sẽ ra cái đường Nguyễn Cảnh Chân. Đấy, nhà 55 đây. Ờ, nhà bây giờ rất là cao nha, không biết ngày xưa có cao vậy không. 55 và cái bên là 54. Ồ, chắc là hai căn này. Năm 56 rồi, 51. Đây à, 51 đây. Ồ, nhà trồng len quá trời luôn. À, rất nhiều cây len luôn. Nó nhà ở giữa camera đó ha, rất là nhiều len. Rồi chúng ta sẽ vòng ra sau lưng này. À, vòng qua bên đây là hẻm hả? À, bên đây hẻm cung thôi. À, qua đây là TK 29 bên tay trái. À, không biết anh Phương Lê có nhận ra không ha. Và hẻm ngày hôm nay rất là sạch sẽ, nhà cửa rất là đẹp, rồi sân bãi thoáng rộng, đường đổ bê tông. Nhưng mà bây giờ mình lại đi tìm tới TK 22 xem nào. Bên kia là TK 17 rồi, chắc số lẻ nằm bên kia. Đây là TK 29 rồi nè. À, lúc đầu tưởng đâu nó hơi lộn xộn, nhưng mà thành ra nếu mình đi quen thì rất là dễ hình dung ha. Cũng lòng vòng hai bên, bên trái bên phải thôi. À, và con đường Nguyễn Cảnh Chân buổi chiều này Sài Gòn bây giờ là 3:30. À, chúng ta lại tiếp tục vô cái hẻm đây là TK. À, đầu hẻm có quán cà phê nè. À, để em xem cái này TK mấy nha. À, đây hủ tiếu, hủ tiếu, quán hủ tiếu mì. À,
Đây là TK30. TK30. Đây là, không biết ngày xưa của chú anh chị có ở trong cái hẻm TK này không? TK37 bên phải nè. Và bên phải có những hẻm ta đi vô chợ đó. Sao em thấy TK22 ta? Và bây giờ những cái hẻm này chúng ta nhìn y chang nhau hết, nhà cửa sạch sẽ, sang trọng. Nếu không nói số thì các anh chị sẽ khó hình dung. TK38. Thẳng hẻm này mình ra hẻm số 4 luôn nè. Đây có nhà cũ xưa xưa nè, 39-1. Ở đây rất nhiều cụ lớn tuổi nè. Mình ở đây là xóm chùa rồi nè, xóm chùa Thiên Phước. Tới anh tí là nhà anh Danh nè. Rồi chúng ta sẽ đi ra Trần Hưng Đạo ha, và cái hẻm số 4 này. Một số hình ảnh ở trong hẻm TK 20 28, cụ thể là nhà số 50 51 55, gửi anh chị và các bạn. Hy vọng trong clip này khơi gợi một số hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa, một chút hương xưa của Sài Gòn gửi đến tất cả bà con ở các nước xa xôi, cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nếu các anh chị có xem clip này thì hãy chia sẻ đến những cái đồng hương của mình. Và ngày hôm nay khu vực cầu kho của chúng ta rất là thay đổi nè. Sắp tới rồi, sắp tới vài tháng nữa thôi mà gần đến Noel rồi, Tết Tây rồi Tết Ta nè. Quê hương chúng ta càng thêm nhộn nhịp hơn với những cái lễ hội. Hy vọng em sẽ có rất nhiều video để chia sẻ đến các anh chị. Em cố gắng tranh thủ sắp xếp và đi quay thật nhiều để các anh chị và các bạn có thể cập nhật Sài Gòn một cách nhanh nhất và cố gắng mang Sài Gòn đến gần hơn cho các anh chị và các bạn. Rồi bây giờ qua số hình ảnh ở hẻm Cầu Kho thì video xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye các anh chị và các bạn. Xe bán bánh bò này là bán cho cái hệ thống bán những cái loại bánh này nè, chứ không phải riêng của cô ha. Mỗi người có một xe như vậy. Đang đây là đường Trần Hưng Đạo đó.
xưởng gỗ Hiệp Vĩnh Hiệp ngày xưa nè, và bây giờ chia đôi ra rồi, một bên là nhà mới, một bên là kho cũ nè. Rồi, tạm biệt các anh chị và các bạn nha.